Hello, xin chào các bạn nha. Thì clip này mình lại tiếp tục đi thăm bầy rắn nha các bạn. Đầu video mình cũng xin chúc cho tất cả cô dì chú bác cùng anh chị em và bạn đồng nghiệp gần xa lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã vào xem video mình nha. Trước khi đi thăm cả bầy đầu tiên để mình review hành trang đi thăm bầy rắn nha cả nhà và bạn. Thì hành trang đi thăm bầy rắn như mọi hôm bạn ơi. Đây, hôm nay mình đem theo cả bầy phụ bạn. Chuột lúa đầy đủ. Đây, lúa có lưới. Dưới này là chuột các bạn. Đó, chuột. Đặt nữa chắc mình bỏ ít lá cây vô cho nó mát bạn ơi. Rồi, bây giờ thì để mình tạm áp máy, khi nào đến cái bẫy đầu tiên mình sẽ quay lại cho cả nhà và các bạn cùng xem nha. Bạn xem có yêu mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời cả nhà và các bạn cùng mình đi trải nghiệm thăm bầy rắn mà xem hôm nay có hàng khủng hàng ngon gì nha các bạn. Rồi, xin mời. Rồi, đây mình còn cái mà dọn đây đi. Lâu rồi không đi, giờ cọ lên quá trời bạn. Để tuần đi một lần nên cọ nó lên rậm rạp. Nhẹ ta luôn bạn ơi. Chuột còn không ạ? Chứ khi nào vô cái đầu tiên mà lùm hàng khủng hàng ngon ngon các bạn. Rồi, phát lương ở đặt lại đi tiếp nha bạn. Đây mình có cái tiếp theo nữa bạn. Đây cặp đường cao tốc và đường lộ. Ồ, thấy trọng lỏng luôn, không thấy dấu hiệu gì luôn, dấu hiệu là chuột còn chạy ra luôn ạ. Tiếp nha bạn, tiếp tục nữa bạn này. Rồi nhìn được tam hành ba mà có phân rồi bạn, phân đang thôi này chắc không ngựa quá. Có hàng nặng nặng. Ô, không ngựa bạn ơi. Ngừa bạn. Ồ, đục mắt. Chuẩn bị lột da bạn ơi. Mắt mà đục hết trơn. Hôm nay cũng khá bạn. Này, ra chỗ trồng anh bắt bạn ơi. Rồi, để bắt em một người này ra bạn. Bị lột da, mắt nó mờ bạn, không phải đường nên nó có lẽ là nó không dừng có mặt. Con này bự lắm bạn ơi, khá là to, em vui.
chiều ra bạn ạ. Gông mình nó lại trong bạn, chưa ra bạn ạ. Mở mắt rồi các bạn, tập đại tập định nha, mập ghê luôn á. Rồi, cho vô tiếp bạn ơi, mọi cặn tay, nó cặn tay mình. Rồi, tiếp tục các bạn. Đây mình còn cài bằng cũng gần gần chỗ lúc nãy, gần đường cao tốc bằng này chuyện rồi như chết chuột, chuyện này mà chết chuột cái nữa đúng cặp chết chuột. Rồi 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 bạn phải gì chưa, bạn phải gì không? Ôi gớ hộ bên khủng này bạn ơi, bắt bài quá đẹp. Ôi con này nó khủng nè, nó nằm trong. Ôi nhìn vô là phải, ôi nó nặng quá, nặng quá bạn ơi, bích lợp luôn rồi. Ôi đang thùi lưu vô, con nằm ở trong kìa. Bích lợp luôn, nếu thôi thôi lùi một cục trong trời ơi. Quá sướng bạn ơi. Ồ nè trời trời, ồ dến quả giật bạn ơi, quá sướng quả giật các bạn. Rồi để em đặt cái bệ phù vô, rồi vô trong mạng mở ra bắt các bạn ơi, quá đã. Rồi mình đưa em hộ diện này lên trên cao nha bạn. Lột bao ra cho nó nhìn cho hấp dẫn rồi. Đó, trời ơi. Trời ơi, khỏi vật. Quậy giật chân vậy. Ủa, cầm tay mình không ăn thua gì bạn ơi. Đã không? Lòng mình là lòng bự nha bạn. Lòng sáu tấc. Bự phân hai nha bạn, quá đã. Quái vật cục diện quá đã luôn bạn ơi. Rồi để dừng mãi bắt nha bạn, quá sướng. Rồi để bắt em hộ diện này ra bạn ơi, quá giật hộ diện, quá giật, quá sướng, quá sa đà bạn ơi. Ép lòng ngắt không ngoài, không được sao mở ra bằng ơi. Bạn ơi, nhìn nè, quá phê. Nhìn nè bạn, con này chắc 2 kg quá, quá sướng. Trời quá, phê phê bạn ơi. Nó xịt tay cực ngắt luôn rồi bạn.
đi em. Ô, xịt tay ngắt luôn. Ủa con này bác mà chắc 2 kg, hơn 2 kg. Ai vô đây là con siết nè, tay tay luôn. Ghê không? Quái vật. Quá đạo bạn ơi. Quá sướng cầu bỏ vô không thấy hộ ngừa đâu hết bạn. Hộ ngừa là bự luôn. Rồi, đi tiếp bạn ơi. Tục bạn ơi. Đây mình còn cái bạn. Chưa nặng rồi bạn ơi. Để dọc ở trong mạng này. Lúa. Chuột con ạ. Tiếp vào ạ. À, cái này chuyện rồi là dựng con trống đen nha mà. Trống đen kỳ mấy ạ. Bự lắm. Chuyện này lại trống rộng mà ơi. Chuột tư trăng à. Chuột hư bạn ạ. Hay chỗ đặt lại để tiếp như bạn. Tiếp tục bạn ơi. Bây giờ đây đây mình còn cài bạn. Nặng quá, mệt quá rồi bạn ơi. Thôi mình vô cái bẫy thúc kiện không như này. Ơ hộ hoàn. Hoàn bự lắm. Ô chết. Chết mất tiêu bạn ơi. Ô. Hoàn này. Bự á. Ba lần mấy. Bị sao chết bạn. Không lẽ đâm hom chết ta. Ghê luôn. À, em đặt cái phù vô ra xử lý cái này đi tiếp nha bạn. Các bạn. Hộ hành này. Bự hành nhì luôn các bạn. Ngày chắc sốc hom chết bằng ơi. Đã ghê. Bộn làng xiên. Hành nhì luôn các bạn. Mới chết luôn, còn tươi rọi luôn. Tiếc quá bạn ơi. À, đi tiếp thôi bạn ơi. Tiếc thì tiếc cũng phải đi tiếp chứ. Tiếp tục rồi. Vị chỗ nào. Nhà ra không trời ơi. Và chuột hư lâu rồi bạn ơi. Chuột hư sớm quá. Rồi, đọc lại đi tiếp nha. À, tiếp tục ở đây mình còn cài bạn ạ. Lúc trong kia mình để giỏ nữa bạn. Rồi, thăm trong này cái.
Ủa, cái bẫy đang đâu? À, đây. Xong phải gì ta? Đầu kia. Ui, nắng. Nắng lắm ông ơi. Ôi nắng, quá trời nắng luôn. Ui, vô kèo thơm nữa rồi bà ngu. Hàng khủng nữa rồi. Vô kèo rồi, hội diện chân dân luôn. Ô hô, nè bạn. Trời ơi, con này. Ô hô, con này. Khá là to. Này mới trong hang ra bạn ơi. Về bu đầy. Ủa nó nặng. Hàng gì? Ủa coi nè. Cái khoanh nó nè. Ồ. Vô rồi. Hôm nay. Hôm nay vô mạnh bạn ơi. Ồ diện đã không con này. Nhỏ không con đúng lại nha bạn. Nhưng mà cũng tầm 1,5 kg ăn lên. Nên đặt cái bể phù vô đây, nên trên mở ra mình bắt luôn bạn ơi. Quá phê, trời trời nặng mà gặp dài là phê chữ E kéo dài luôn bạn ơi. Rồi mình đưa lên trên này bạn ơi, trọng mở bao ra coi cho nó phê. Đó, con này cũng phải tầm 1,5 kg ăn lên nha bạn. Hàng khủng rồi nhìn ve quá trời, mở trong hang chui ra bằng ơi, hang ra khoanh chừng dân luôn, quá sắp phê. 7N78 ly mình mới làm, mới tăng cường thêm nha bạn. Để mình dừng máy bắt bạn ơi, quá phê. Rồi, đặt em nội diện này ra luôn bạn ơi. Quạt phê. Phê chữ E kéo dài luôn. Dài hôm, ngắt luôn. Đã không ạ? À? Để em ta gỡ dê ra cho. Quá đã bà. Quá phê. Con này tầm 1,5 kg nữa bà. Này toàn hàng khủng bạn ơi. Ô nó siết tay nè. Ô nó siết cầu. Cứng lắm rồi bà. Siết 2-3 dòng nữa nè. Ồ, hai em hộ diện. Em hộ ngừa mà quá trời nặng.
Wow. Bạc phê bạn à. Rồi, đi tiếp thôi bạn à. Rồi. Đây mình còn cái nữa bạn. Này bệnh mới tăng cường luôn nha bạn. Mất quá phải tăng cường. Mình vô thấy cái bẫy mình cho lật nghiêng người ta bị lật các bạn. Chắc còn người mở đắp xem cái gì ta này bạn, mở ba ra luôn này. Chuột hư bạn ơi. Còn người mở ra bạn, băng keo người gỡ ra này. Rồi, để mình gài lại đi tiếp như bạn. Tiếp tục bạn ạ. Nữa thăm cái mắt hình cãi rồi bạn. Bảy mới làm luôn. Đây cũng bảy mới làm, mới tăng cường như bạn. Mắc thì mắc kia lâu rồi mày có cảm giác bắt rắn hội diền khủng các bạn, cảm giác nó sướng gì đâu các bạn ơi. Rồi cọ nữa các bạn ơi, phần chắc hộp hành mini quá. Chắc được hai làng một anh mình thấy nặng. Rồi đặt cái bụi phù lên trên bắt các bạn ơi, con này nhỏ quá. Rồi bắt em một anh ra bạn ơi, bên kia hạt karaoke mình quay vô dựng vô các bạn ơi, nguy hiểm. Trên trên không leo ra, leo ở dưới. Đổ ra lẹ bạn ơi, xíu mà câu dở quá. Ra y ra y dơ. Rồi vô y tiếp bạn. Rồi tiếp tục bạn ơi, này chuột hao quá bạn ơi, hết chuột luôn rồi, giờ còn một con cuối cùng. Lúc nãy giờ đi thăm mấy cái mà đâu ta răng chết rồi tùm lum mình không quay bạn. À đây ồ có hàng, có hàng có hàng mặt hai lần mấy ba lần nữa. Rồi còn con chuột cuối cùng đúc vô đây luôn bạn, để mình lên bắt này ra bạn. Đây bắt em một hàng này ra bạn. Còn mấy cái nữa bạn ơi, mà hết cục luôn. Giờ kem à, cho vô mà
giờ còn mấy cái nữa mình thăm, cái nào có mình quay lại các bạn, cái nào rồi thiếu chuột thì chuyện sau mình chăm, mình để bởi lại đây các bạn. Hao chuột quá. Rồi, tiếp tục còn mấy cái bạn, hai ba cái gì nữa. Đâu đây mình còn cái nữa. Bên này đâu không được. À, không này, này còn chuột luôn. À, tiếp tục. Đây, mình vừa thăm thêm cái nữa mắng cỏ bạn ơi. Cùng cũng thiếu còn con hai con chuột các bạn. Tạm. Nói chung là hôm nay cũng trụng nghe bạn. Đây. Bao. Hai con diện khủng như bạn. Hai con diện khủng. Hai con diện khủng này là dư tiền các bạn. Tiêu bạc hơn rồi đó. Hai hộ hành mini, con hộ ngựa. Chung giờ là quá ngon mà. Đây như thiệu thiệu hang chuột để chuyển sau mình chăm bằng. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn ở đây nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Các bạn xem video cảm thấy hay yêu mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha các bạn. Rồi bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.